Kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay, khu vực Tây Nguyên và vùng núi Bắc Bộ cảnh báo sẽ có mưa rông, cần phải đề phòng cả nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Đây là bản đồ dự báo mưa đêm nay trên cả nước. Quý vị sẽ thấy là ở khu vực Tây Nguyên thì sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to, thậm chí là có những vùng màu xanh lá như thế này, tức là sẽ có mưa rất to với lượng là trên 50 mm. Còn vùng núi Bắc Bộ thì mưa ít hơn, chủ yếu là từ 10 đến 30 mm. Dù là mưa ít hay mưa nhiều thì vẫn có nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, bởi vì đây đều là những nơi mà đã có mưa lớn 2 ngày nay rồi, khiến cho đất đá bị bở nhão. Quý vị cần phải hết dấu hiệu nhận biết chính là những tiếng động bất thường ở quanh nhà. Khi mà quý vị nghe thấy tiếng đất đá bị nứt vỡ, cành cây gãy đổ thì quý vị cần phải di rời ngay ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cao điểm mưa bão đang bắt đầu, trong khi đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Để sẵn sàng ứng phó với thách thức kép thì sáng nay Tổng cục Phòng chống thiên tai và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã hướng dẫn 63 tỉnh, thành phố những biện pháp cụ thể, nhấn mạnh tối đa vai trò của 4 tại chỗ và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Xin chuyển sang dự báo thời tiết biển. Dự báo là ngày mai thì huyện đảo Hoàng Sa mưa vài nơi, gió nhẹ, biển êm. Trái lại, vùng biển từ Bình Định xuống đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, ra tới ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa rông, lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.